Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từng việc cụ thể, từng nhiệm vụ được giao. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra sáng nay. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023, Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức tuyên truyền thực hiện đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, định danh và xác thực điện tử bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân. Về dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên đạt 87% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 171.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân có thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc qua ứng dụng VNED. Đến hết ngày 12 tháng 4, hệ thống đã xác thực hơn 978.000 thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 87,81% kế hoạch. Toàn tỉnh có trên 255.000 trẻ em được cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, trong đó có trên 160.000 trẻ em đã được cấp định danh cá nhân, căn cước công dân. Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã cấp trên 1 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thu nhận 376.140 hồ sơ định danh điện tử, trong đó kích hoạt trên 197.000 tài khoản. Lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và đề án 06 đạt kết quả thấp, kiến nghị đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao. Sau một thời gian triển khai, thì công an huyện có báo cáo một số xã, cấp ủy, rồi chính quyền, rồi đoàn thể vào cuộc quyết liệt thì tỷ lệ cao. Ngược lại thì địa phương nào mà cứ khoán trắng cho công an thì cái tuyên truyền nhận thức của người dân người ta cũng không cao, thì người ta cũng chưa mặn mà cái này thì nó đạt tỷ lệ thấp. Vì thế là Yên Mỹ đã phải tổ chức một cái hội nghị mời cả bí thư chủ tịch các xã lên đấy, để quán triệt làm sao cả hệ thống chính trị vào cuộc trong cái đẩy mạnh cái thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử này. Thì Yên Mỹ cũng hỗ trợ cho mỗi cái tổ đề án 06 của cấp cơ sở là tối thiểu là 10 triệu và tối đa là 20 triệu tùy theo cái số xã to xã bé. Đến nay thì chúng ta đã cập nhật được toàn bộ cái hệ thống công chức viên chức từ cấp xã trên địa bàn tỉnh 32.000 cái cơ sở dữ liệu, và chúng tôi cũng đang kết nối cái cơ sở dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Nội vụ, và khi hoàn thành thì nó sẽ liên thông với cả Bộ Công an và các bộ ngành liên quan. Về việc kết nối hai cái hồ sơ lưu trữ điện tử và thủ tục hành chính ấy, trong khi mà chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu chung thì cần thiết phải xây dựng cái tính năng lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, và nó phải được kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của tỉnh. Thế và thứ hai là thực hiện được kết nối chia sẻ cái dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với cái hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh để nộp lưu hồ sơ vào cái lưu trữ cơ quan và nộp lưu hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào trung tâm lưu trữ của tỉnh. Tức là hai cái phần mềm nó phải kết nối để nó liên thông với nhau đến các cơ quan và đến cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính làm ở trung tâm hành chính công. Có rất nhiều đồng chí lãnh đạo các địa phương được các sở thì cái hiểu về đề án 06 này thì nó đang rất lung tung mà ngại. Thực ra hỏi ra bây giờ thì rất nhiều đồng chí không hiểu, cứ nghĩ cái đề án 06 nó chỉ là cái chứng minh nhân dân, cái căn cước công dân, nhưng mà không phải như thế. Có thể tóm gọn là sắp tới lực lượng công an có lẽ là sẽ là tóm tắt cơ bản nhất những cái gì thuộc về đề án 06. Ví dụ đề án 06 là gì? Là liên quan đến số hóa, là liên quan đến giải quyết cái thủ tục hành chính, là liên quan đến cung cấp cái dịch vụ công, nó ba vấn đề chính. Thì chúng tôi sẽ hệ thống hóa lại, xong gửi tất cả các đồng chí các sở ngành và các huyện để các đồng chí đầu ngành, các đồng chí nắm được cái này
xong căn cứ vào cái nhiệm vụ cụ thể của chủ tịch giao, chúng ta triển khai ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương đánh giá cao Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện Yên Mỹ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đề án 06 theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt kết quả cao, nghiêm túc phê bình các sở xây dựng, giao thông vận tải, lao động thương binh và xã hội đạt kết quả thấp, đồng thời giải đáp những đề xuất kiến nghị khó khăn vướng mắc của các sở ngành địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Xác định là cái đề án 06 này là của cả hệ thống chính trị, giúp cho các tổ chức cá nhân và người dân được thực hiện cách thuận lợi nhất, đúng theo công cuộc là chuyển đổi số. Như bây giờ trong cuộc bây giờ gọi là chính phủ số, đúng không? Kinh tế số, xã hội số, và rất lưu ý là phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu, cấp ủy chính quyền các cấp. Trách nếu không hoàn thành cái nhiệm vụ thực hiện đề án 06 mà để chậm so với nhiệm vụ của chính phủ giao thì sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Công an tỉnh sớm tham mưu để báo cáo tổ thực hiện đề án 06 và báo cáo với ban thường vụ và xây dựng một cái chỉ thị đẩy mạnh cái đề án 06. Sau cái chỉ thị thì các đồng chí công an cũng tham mưu cho tổ đề án 06 là cũng thực hiện ngay cái kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án tại cơ quan đơn vị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến và vận động người thân, gia đình cùng tham gia. Liên quan đến con người, về trình độ, về thực hiện đề án 06 còn lúng túng trong cuộc họp các đồng chí thảo luận, thì tôi đề nghị giao cho Sở Nội vụ có văn bản gửi các huyện, thành phố, thị xã, thậm chí tất cả các xã, yêu cầu là có một tập huấn toàn tỉnh để làm sao các đồng chí thạo việc trong chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện đề án 06. Liên quan đến thiết bị là giao cho công an sẽ rà soát toàn tỉnh tất cả các xã. Chủ trương là cho mỗi một công an xã một máy vi tính cấu hình cao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề án 06 và các nhiệm vụ khác chính trị địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với cơ quan thường trực tổ công tác thực hiện đề án 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng bằng số liệu cụ thể để làm cơ sở đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.